Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đầy bà Võ Thị Ánh Xuân vào ghế Phó Chủ tịch nước có liên quan gì đến Phạm Minh Chính. Ở Đảng Cộng sản Việt Nam có những chiếc ghế mà chẳng ai muốn vào vì ngồi vào đó là xem như mất cả quyền lực lẫn mất cơ hội. Trong tứ trụ mà bị đẩy vào chiếc ghế Chủ tịch nước thì xem như quyền lực cũng đã mất và cơ hội cũng hết. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì bị ép ngồi vào ghế Chủ tịch nước, xem như ngồi đó làm tròn trách nhiệm mang tính lễ nghi rất hình thức. Trong tứ trụ mà bị đẩy vào chiếc ghế Chủ tịch nước là trừng phạt chứ chẳng phải là phần thưởng gì cho cam. Ở quyền lực to lớn bao trùm đất nước này thì nay không còn gì nữa. Tương tự như vậy, chiếc ghế Phó Chủ tịch nước cũng xem như là chiếc ghế chỉ được tiếng nhưng không có miếng. Khi ngồi vào ghế đó, quyền lực mất mà cơ hội thăng tiến cũng mất luôn. Đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ luôn tìm đến những chiếc ghế mà có thể tạo cho họ quyền lực, tạo cho họ cơ hội và tìm cách qua đó có thể có quyền lợi cá nhân hoặc tham nhũng. Và cũng chính mục đích đó là quyền lực và cơ hội như thế, nên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay mới xuất hiện nhiều nhóm lợi ích. Bản chất của việc trèo cao là ngoài được cơ cấu vào thì phải biết đấu đá. Mà để đấu đá tốt thì không nên bị đẩy vào những chiếc ghế hữu danh vô thực như chiếc ghế Chủ tịch nước hay là chiếc ghế Phó Chủ tịch nước. Nhìn vào sự phân bố số ủy viên Bộ Chính trị thì biết ngay cơ quan Chủ tịch nước là không quan trọng rồi. Đến Quốc hội, nơi được cho là trụ thứ tư thì tứ trụ cơ quan này cũng được hai ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi đó, Phó Chủ tịch nước cho là bộ mặt quốc gia là trụ thứ hai trong tứ trụ chỉ được xếp cho một ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam rất cồng kềnh. Người Cộng sản thì rất màu mè, thích rườm rà, háo danh. Thường thì khi mất quyền lực, họ vẫn còn muốn mình có được cái danh chút ít trước khi muốn ít khi muốn về vườn đuổi gà. Vì vậy mà nhiều cơ quan hơn nữa được lập ra mục đích là để đạt được người hết quyền lực để có thể thăng tiến thì đưa vào đây ngồi một vài nhiệm kỳ rồi lui vào hậu trường sân khấu chính trị. Được biết, trước kia Đảng Cộng sản Việt Nam có lập ra chức vụ cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng để dành cho những quan chức ở tứ trụ khi hết quyền lực thì sang đó ngồi. Hiện nay thì chức vụ đó bị bãi bỏ. Tuy nhiên, văn phòng Chủ tịch nước thì không thể bị bãi bỏ, nhưng chức năng của nó thì gần giống như vậy. Mất cơ hội vào Bộ Chính trị, chưa có Phó Chủ tịch nước nào mà lên được chức nào cao hơn cả. Hầu hết những người vào chức Phó Chủ tịch nước đều hết cơ hội vào Bộ Chính trị. Trước đây, bà Nguyễn Thị Định, bà Nguyễn Thị Bình và Trương Thị Mỹ Hoa, bà Nguyễn Thị Doan và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đều phải về hưu sau khi ngồi vào chức Phó Chủ tịch nước. Thực ra, chức Phó Chủ tịch nước từ trước năm 1987 là chức vụ dành cho nam giới. Tuy nhiên, từ Đại hội 11 trở đi, không biết có sự thỏa thuận ngầm nào hay không, mà chức Phó Chủ tịch nước lại dành cho nữ giới. Có thể nói, đó là luật bất thành văn. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cơ cấu một chiếc ghế cố định dành cho phụ nữ để khỏi bị chỉ trích là chế độ chính trị của Đảng Cộng sản tạo nên hiện tượng bất bình đẳng nam nữ. Đây là hình ảnh việc bầu Bộ Chính trị không có chỗ cho Phó Chủ tịch nước. Chỉ tính người trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì từ năm 1960 cho đến nay đã có 17 Phó Chủ tịch nước. Tuy nhiên trong đó không có một ai là ủy viên Bộ Chính trị sau đó. Được biết ngay cả người Phó Chủ tịch nước cho ông Hồ Chí Minh từ năm 1960 cho đến năm 1969 là Tôn Đức Thắng không vào được Bộ Chính trị ngay cả khi ông làm Chủ tịch nước sau ngày ông Hồ Chí Minh mất vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Trong bộ máy quyền lực của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì luôn có những cơ quan như vậy. Những cơ quan rất được tiếng, ngày nào cũng được lên truyền hình, tuy nhiên thực quyền thì chẳng có gì cả. Chiếc ghế của bà Võ Thị Ánh Xuân không có giá trị bằng chiếc ghế bí thư tỉnh ủy, đó là một thực tế. Vì vậy, khi về Trung ương mà bị đẩy vào chiếc ghế Phó Chủ tịch nước thì xem như cơ hội đã đóng kín đối với bà Võ Thị Ánh Xuân. Và thông tin cho thấy rõ ràng rằng không bao giờ họ làm được Chủ tịch nước cả. Cho đến nay, người mà có thể lên được Chủ tịch nước từ chiếc ghế Phó Chủ tịch nước duy nhất đó là ông Tôn Đức Thắng. Ông Tôn Đức Thắng, nhân vật mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn xây dựng thành tượng đài của giai cấp công nông, để tuyên truyền, vì thế ông mới có đặc quyền là người duy nhất bước lên chiếc ghế Chủ tịch nước từ ghế Phó Chủ tịch nước.
Tuy nhiên, dù là Chủ tịch nước thì ông Tôn Đức Thắng cũng không được vào Ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy là ngoại trừ ông Tôn Đức Thắng thì chưa ai bước lên vị trí Chủ tịch nước từ chiếc ghế Phó Chủ tịch cả. Chỉ có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là quyền Chủ tịch nước từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 cho đến ngày 23 tháng 10 năm 2018. Nghĩa là chỉ có 32 ngày mà thôi. Bởi vì sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột chết vì một loại virus lạ, thì phải đợi đến ngày 23 tháng 10 năm 2018, Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam mới nhóm họp và bỏ phiếu cho ông Nguyễn Phú Trọng làm luôn Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh ngoài ông Tôn Đức Thắng, không ai lên chức Chủ tịch nước từ Phó Chủ tịch cả. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ là quyền Chủ tịch nước trong có khoảng một tháng. Được biết vào ngày 6 tháng 4, tại kỳ họp 11 của Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14, với vai trò Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đệ trình lên Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước với một ứng viên duy nhất để Quốc hội bầu. Trước đó, theo thủ tục Quốc hội Cộng sản cũng đã miễn nhiệm ông Phó Chủ tịch với Phó Chủ tịch nước bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Người được ông Phúc đề cử thay cho bà Thịnh là bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang. Theo kịch bản quen thuộc, lẽ ra Quốc hội đồng ý 100%, như thế là có vẻ độc tài. Nhiên kỳ này, vở kịch bầu cử được thiết kế với 447 trên 449 đại biểu tán thành, chiếm 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy là bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước. Được biết, bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là đương kim bí thư tỉnh này. Bà Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa 11 và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và khóa 13, là đại biểu Quốc hội khóa 14. Về học vấn thì bà Xuân có cử nhân sư phạm hóa học, từng là giáo viên trường phổ thông ở An Giang và sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp của văn phòng tỉnh ủy An Giang. Sau 9 năm làm phó chủ tịch, sau đó là chủ tịch Liên Hiệp hội Phụ nữ tỉnh An Giang, bà Xuân lần lượt đảm nhiệm các chức vụ sau: Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy An Giang, Bí thư thị ủy Tân Châu, Phó chủ tịch Ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016, Phó bí thư tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015. Và vào tháng 10 năm 2015, Bộ Chính trị điều động phân công bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư tỉnh ủy An Giang khóa 9 nhiệm kỳ 2010-2015. Tại tháng 1 năm 2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Và tháng 9 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, bà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp theo, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra vào hồi cuối tháng 1 năm 2021, bà Xuân tái cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và mới đây có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở khóa 15 và khối Chủ tịch nước. Câu hỏi đặt ra là ai đã đi bà Xuân để bà nhận chiếc ghế Phó Chủ tịch nước? Trong giai đoạn từ sau Đại hội 13 cho đến nay, ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Chính có vai trò sắp xếp nhân sự cho hậu Đại hội 13 nên lợi dụng quyền này, có lẽ ông sẽ tạo nên những mối quan hệ thân hữu xa tận miền Nam. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ông Nguyễn Phú Trọng đã bố trí Nguyễn Văn Nên nắm lấy. Đấy là một thất thế cho ông Chính. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Chính và ông Nguyễn Tân Dũng vẫn rất tốt, nên có thể xem Kiên Giang là vùng đất ủng hộ tân thủ tướng. Thay vào đó, tân thủ tướng sẽ nâng đỡ Nguyễn Thành Nghị. Đó là quan hệ có đi có lại. Tuy nhiên, ngoài vùng đất Kiên Giang, ông Phạm Minh Chính rất cần những mối quan hệ tốt với các bí thư tỉnh, mà để tạo mối quan hệ tốt thì không gì bằng ban cho họ chức tước. Điều này là trong tầm tay của Phạm Minh Chính khi còn là trưởng ban tổ chức Trung ương. Đây là hình ảnh câu hỏi cho rằng có phải ông Phạm Minh Chính đã đì bà Võ Thị Ánh Xuân lên chiếc ghế Phó Chủ tịch nước hay không? Thực chất, tin tức bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước đã lọt ra ngoài từ sau Hội nghị Trung ương 2 vào đầu tháng 3 vừa rồi. Có thể nói, ở Hội nghị Trung ương đó, ông Phạm Minh Chính thể hiện tay chơi cờ lão luyện. Có lẽ ông Chính muốn đưa bà Võ Thị Ánh Xuân vào chiếc ghế có tiếng mà không có miếng, để khỏi bị tai tiếng là đì chị em phụ nữ. Vì vậy, ông đã chuyển bà Võ Thị Ánh Xuân về Trung ương và đưa bà ngồi vào chiếc ghế Phó Chủ tịch nước hữu danh vô thực. Phần chiếc ghế Bí thư tỉnh An Giang,
ông Phạm Minh Chính ưu tiên cho người khác, có thể là ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoặc ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ngồi vào chiếc ghế đầy màu mỡ này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 4 năm 2021 với bản tin đầy biện bà Võ Thị Ánh Xuân vào ghế Phó Chủ tịch nước có liên quan gì đến ông Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.